Chào các bạn, hôm nay mình review sơ cho các bạn cái mẫu nón Royal Lạc Hàm M179. Đây là cái nón dòng Royal Lạc Hàm M179. Thì hiện tại cái mẫu này phải tem màu carbon này. Đây, vân carbon. Mẫu này, cái vân carbon này thì nó làm phủ lên nên là nó giúp cho mình chống chảy xước cái nón rất là tốt, đỡ được cái phản xước nón. Phía dưới cái nón này thì nó có một cái nút ở đây. Mình bóp rồi thì cũng cảm thấy có lò xo đang rồi, thì mình bóp mạnh và mình có thể lại cái hàm lên. Mình sẽ có cái ngàm, khi mà đẩy lên trên nó cạch một cái thì nó sẽ dính lại ở đây. Đây, xong mình đặt cái hàm lên. Còn cái kính ở đây thì mình sẽ dùng cái nút bên hông, cái can gạt bên hông kéo nó sẽ hợp xuống. Và lưu ý các bạn là đối với cái kính âm nhỏ phía trong kính đen này thì các bạn không nên dùng tay đẩy lên đẩy xuống như vậy, thì đẩy như vậy nó sẽ làm hư cái lò xo, cái bánh răng ở trong trong đây, thì các bạn dễ đi bảo hành hơn. Còn đây thì mình dùng cái can gạt bên đây, đây hợp xuống. Khi mà các bạn khép xuống thì các bạn cứ đẩy xuống khớp, thì mà nghe một lát nó vô khớp. Khi vô khớp rồi các bạn sẽ gỡ, không nó sẽ dính chặt lại như vậy. Đây, phía trên đây thì nó có hai cái thông gió. Đây là mở thông gió, đóng thông gió. Còn phía dưới đây nó cũng có một cái thông gió nữa. Đây, phải cái kiếm này là phía sau nó thì cũng được thiết kế thêm hai thông gió. Nhớ phía sau. Này. Giờ mình sẽ mở cái phía chân này cho các bạn xem. Đây là vai nón, đây là cái tem giá và cái phiếu bảo hành của nón. Còn đây là hai ốp tai phía trong. Đây như này. Thì hiện tại thì cái này nó thiết kế theo cái nút nên mình sẽ tháo được hai cái phần này. Đây. Đây là phần một cái ốp tai và một bên, đây là ốp tai và một phần ốp tai. Đây, bạn có thể dễ dàng tháo ra để giặt vệ sinh. Phần dưới này thì tháo được hơi rất là khó, như nó chặt trong shop thì bạn phải giật cái phần trong này ra nữa. Nhưng mà phần lớn thì mình chỉ cần giặt hai bên má thôi. Cái này là chịu cái mồ hôi của mình đổ xuống như vậy. Đây, mình tháo ra này. Đây, khóa nó. Đây. So với cái dòng khác thì cái dòng này nó lạc hàm nhưng mà nó được thiết kế khá là nhẹ. Cái trọng lượng của nó vào khoảng 1,2 kg, tức là khoảng hơn cái nón 3/4 một xíu. Cái nón 3/4 mà loại kính âm thì nó lại gần 1 kg, thì cái nón này nó 1,2 kg thì nó cũng không nặng hơn bao nhiêu. Nên so với một số dòng như cao cấp hơn này thì nó nhẹ hơn nhiều, nên mình có thể đỡ. Đây. Đây. Mình sẽ gắn lại hai cái ốp tai cho các bạn. Nó có những cái ngàm như thế này nè. Nhưng mà các bạn đội mà nó bị xẹp hoặc là hư cái ốp này thì có thể đặt hàng mua cái ốp này để thay thế. Cái này thì hiện đặt cứ đặt hàng thì mình sẽ có. Để gắn lại. Nhét nó vào cái nút thôi. Okay.
nút là xong. Ok. Ha.